Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Bùi. Hôm nay thì xin giao lưu với anh em một chiếc Longines vàng hồng 18K. Chiếc này em bán với giá là 96 triệu, ở trong cái tình trạng cực kỳ là mới, có hộp. Về cơ bản thì anh em có thể nhìn thấy nhận diện đây là một chiếc GMT khá là đẹp, kim màu xanh. Phiên bản GMT thì anh em chỉnh giờ sẽ là kim giờ. Rút một nấc là kim giờ, rút hai nấc thì nó đã chỉnh theo cái phút và theo cái GMT. Ở đây là một phiên bản vàng hồng, anh em có thể nhìn thấy rằng cái kim của nó là màu xanh, nghiêng của nó sẽ là màu kim nung màu xanh, vỏ là vỏ vàng hồng, núm zin size 38 năm, trong cái tình trạng cực kỳ là đẹp, kính sapphire nguyên khối đó. Những cái dòng về Longines, cái khóa bấm của nó thì nó vẫn là cái khóa mạ thôi. Với quan điểm của em thì thực sự là không thích về cái khóa này lắm. Có lẽ là nó là một chiếc khóa đúc thì nó sẽ hài hòa hơn với một sản phẩm nó cao cấp như thế này. Về cơ bản thì nó đang dùng máy L635.6. Quanh viền của nó là các chuyện của vàng đúc 18K. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, ao 750 này, chuyền đầu chó Beck Na này, cân tiểu ly này, búa, chiếc búa này 351 anh em có thể tra ở trong cái hệ thống của nó là mã 351, anh em có thể tra ở nơi sản xuất. Ký hiệu L231.8 thì cái số 8 này nó thể hiện là cái vàng hồng, còn nếu mà nó là số 6 thì nó sẽ là vàng vàng. Đối với những chiếc dòng đời mới như thế này thì chất lượng của máy của nó cực kỳ là tốt. Về cơ bản thì những chiếc như thế này size của nó là size 38.5, nó khá là phù hợp đối với những mọi cổ tay. Đối với anh em trong cái cỡ tay 16 đến 18.5 rất là đẹp, một trong những cái cỡ tay nó cơ bản. Ở trên các quanh viền của nó thì nó thể hiện các cái thành phố và cái cọc số từ 1 đến 12, nó là cọc số học trò rất là đẹp. Cái viền ngoài của nó là từ 1 đến 24 biểu thị cái giờ 24 tiếng. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với mình và thêm hình ảnh ở trong cái Zalo là số 0978333689. Xin cảm ơn anh em.